có làm được cái hàng này nữa. Dạ, cái chị cứu nè. Là ban cấp là vậy nè, không phải. Tức là cái tủ này á, tôi chỉ tôi góp ý thôi nha. Ôi, con xin phép, xin ông bà đây cũng chăm chế cho con. Tức là cái tủ này xích ra, cái ghế này cứ để mé trong. Rồi hai người này là để trong. Hồi xưa là vậy nè. Ê vậy á. Đó, cái này để tâm có tâm nhập xuất ra đây chút đúng rồi. Đó vậy đó một cái đưa nhưng mà giờ bị mình chưa có sửa lại này năm mới rồi. Là dễ, rồi năm mới rồi làm lại đi không có được hồi đó là vô giờ bác cái bàn thờ đó là đây ông bác mình cũng nằm chung của quyền này luôn một vật rồi hai có hai bà chị này là riêng thôi bà chị này là có thể để cái ghế mà sao chú để đi khi dỗ quải chú dọn có một mâm thôi ha đúng không là... tước em đâu cũng đầy cũng đầy xin cúng ở đây một mâm đây là toàn bộ của quyền à. Đây xuống cái bàn về này là của quyền đó nhưng mà mới chiều là phải à, thưa cả nhà hiện tại bây giờ Xuân Dũng mới phát hiện ra được rằng ngày hôm nay khi đến thăm nhà Diệu vào ngày mùng 9 thì phát hiện ra một chi tiết là trước đây là cái hình mẹ Quan Âm mà gia đình đã thờ lúc mà Diệu bị bệnh. Nhưng mà sau đó có một có người đến cúng và đã thỉnh một hình mẹ Quan Âm khác lên thay thế và đưa cái hình mẹ về ở dưới này. Thì bây giờ gia đình đang chỉnh sửa lại cho nó đúng. Và mọi người hãy xem thử là sau cái đợt chỉnh sửa này thì giờ có thay đổi gì không nhé.